Chúng tôi chào mừng quý vị quay trở lại với tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, những tín hiệu mới nhất từ các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho thấy dường như lần tăng lãi suất tới đây của Fed đã rất cận kề. Giới đầu tư Mỹ mới đây liên tiếp đón nhận nhiều nhận định từ Cục Dự trữ Liên bang về khả năng tăng lãi suất. Trong đó, tại phát biểu mới nhất ở Harvard, bà Chủ tịch Fed là Janet Yellen cho rằng kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt, thị trường lao động rõ ràng có cải thiện, vì vậy chuyện tăng lãi suất trong vài tháng tới là tương đối hợp lý. Còn Chủ tịch Fed tại San Luis cũng cho rằng các thị trường trên toàn cầu đã sẵn sàng tinh thần cho lần tăng lãi suất trong mùa hè này, dù rằng thành viên này của Fed cũng không chịu tiết lộ thời điểm tăng lãi suất cụ thể. Vị đại diện Fed tại San Luis cho rằng đà phục hồi kinh tế Mỹ trong quý 2 cũng dần được hiện thực hóa, cho dù vẫn bảo lưu quan điểm rằng chưa thể nói Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 hay tháng 7. Kính thưa quý vị, Bộ Tài chính Brazil mới đây đã lên tiếng cảnh báo gánh nặng nợ công là vấn đề lớn mà chính phủ lâm thời nước này cần sớm giải quyết hiện nay. Dư luận trong nước và nhà đầu tư đang trông chờ một động thái xử lý rõ ràng nhất từ chính phủ để lấy lại niềm tin vượt qua khủng hoảng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil, ông Henrique Meirelles cho biết, trong bối cảnh gánh nặng nợ công đang đè nặng, tuần qua, nước này đã ban hành các quy định nhằm hạn chế chi tiêu quốc gia, đồng thời thanh toán các khoản nợ cho ngân hàng phát triển BNDES. Điều này phải được tuân thủ thực hiện theo lộ trình và sẽ được tiến hành song song với nhiều động thái khác trong nỗ lực xử lý nợ công hoành hành tại quốc gia Nam Mỹ này. Chi tiết của kế hoạch không được tiết lộ. Tuy nhiên, cũng trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil đồng thời là cựu thống đốc ngân hàng trung ương nước này cho biết, kế hoạch tăng thuế sẽ không tiến hành ngay nhằm thực hiện mục tiêu đưa GDP của Brazil đạt mốc tăng trưởng 10% trong năm nay. Chúng tôi đang cân nhắc việc tăng thuế nếu cần thiết, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải tìm ra vấn đề từ đâu để giải quyết. Trước mắt, việc xử lý nợ công là cần thiết nhất. Xử lý nợ công chính là nhiệm vụ cấp thiết mà Bộ Tài chính Brazil yêu cầu chính phủ lâm thời phải bắt tay làm ở thời kỳ hậu Tổng thống Dilma Rousseff. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhất giúp Brazil lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và người dân trong nỗ lực vượt qua khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất hàng thập kỷ qua. Thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters vừa công bố tài liệu cho thấy hệ thống an ninh mạng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có hàng chục lỗ hổng an ninh mạng, trong đó có nhiều lỗ hổng gián điệp. Theo các báo cáo an ninh mạng nội bộ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã ghi nhận hơn 50 lỗ hổng an ninh từ năm 2011 đến năm 2015. Bản báo cáo cho thấy đã có nhiều vụ việc tin tặc cố gắng tấn công hệ thống máy tính của Fed, vốn đóng vai trò trọng yếu trên nền tài chính thế giới. Đồng thời đây cũng là hệ thống chứa nhiều thông tin tối mật về chính sách tiền tệ của Mỹ. Lấy cơ sở của luật tự do thông tin, hãng thông tấn Reuters đã yêu cầu Fed cung cấp tài liệu về an ninh mạng. Mặc dù Hội đồng Thống đốc Fed đã cung cấp 310 báo cáo, tuy nhiên Reuters cho biết bản thân bản báo cáo này cũng đã được Fed chỉnh sửa nhằm bảo mật một số thông tin. Những bản báo cáo này không ghi nhận thiệt hại nào về mặt tài chính đối với Fed, tuy nhiên những báo cáo này lại được tiết lộ vào thời điểm rất nhạy cảm đối với an ninh mạng của các ngân hàng. Mới đây, ngân hàng Bangladesh đã mất 81 triệu đô la sau khi hacker sử dụng hệ thống tin nhắn tài chính toàn cầu để thực hiện các vụ chuyển tiền tại Mỹ. Fed từ chối bình luận về vụ việc này và khẳng định rằng báo cáo không cho thấy hệ thống của Fed đã bị tấn công và cũng không nói rằng thông tin tuyệt mật đã bị xâm nhập. Vào quý 1 năm 2016 vừa qua, thì hoạt động giao dịch vàng của Trung Quốc tăng trưởng mạnh với tổng lượng vàng giao dịch lên đến 11.300 tấn. Theo số liệu mới công bố hôm 1 tháng 6 của sàn vàng Thượng Hải SGE, tổng kim ngạch giao dịch vàng trong quý 1 của Trung Quốc đạt 3,3 ngàn tỷ nhân dân tệ, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Về khối lượng giao dịch quý 1 vừa qua, Trung Quốc đã mua bán tổng cộng 11.300 tấn vàng, tăng gần 48% so với cùng kỳ. Bất chấp biến động trên các thị trường chứng khoán khắp thế giới và xu hướng giảm nhu cầu đối với kim loại quý, một lượng lớn các nhà đầu tư vẫn đang tìm đến vàng như một tài sản giữ giá tốt. Mặt khác, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đang rất quan tâm đến các quỹ giao dịch vàng với thanh khoản đổ vào các quỹ này đang gia tăng. Theo đại diện của sàn vàng Thượng Hải, những chính sách hỗ trợ hoạt động giao dịch vàng và tăng cường hợp tác quốc tế của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, của SGE và Hiệp hội Vàng Trung Quốc đã thúc đẩy hỗ trợ giao dịch vàng tăng tốc. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Kinh tế Hungary mới đây cho biết nước này đang lên kế hoạch thành lập một công cụ đặc biệt nhằm xử lý các khoản nợ xấu vốn đang là gánh nặng tại các nhà băng trong nước. Đây là một trong những nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế đang đối mặt với kết quả trì trệ sau quý đầu tiên của năm 2016. Tăng trưởng kinh tế Hungary chỉ đạt 0,9% trong quý đầu tiên của năm 2016, đặt chính phủ nước này trước thách thức phải vực dậy sức khỏe nền kinh tế vẫn đang nằm dưới kỳ vọng. Bộ Kinh tế Hungary mới đây đã công bố những kế hoạch tài chính trong bối cảnh sắp tới. Việc cắt giảm thuế suất nằm trong chính sách ngân khố 2017 của Hungary sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 6 này. Ngoài ra, Bộ Kinh tế Hungary cũng tuyên bố sẽ siết chặt việc sử dụng các nguồn quỹ phát triển của châu Âu hiệu quả hơn, song song với chính sách tăng lương ở những khu vực công và tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong nước. Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế của nước này phải đạt ít nhất 2,5% trong năm nay và nhấn mạnh đến vai trò của các nhà băng.
Trước bối cảnh đó, chính phủ sắp tới sẽ ban hành một công cụ đặc biệt nhằm giúp ngành ngân hàng giải quyết gánh nặng nợ xấu đang phải đối mặt. Theo ghi nhận của hệ thống nhà băng Hungary, nợ xấu hiện đang chiếm đến 18% của riêng các khoản vay mua nhà tại nước này. Thưa quý vị, mỗi tuần một con số trong tạp chí Ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 25%. Theo một cuộc khảo sát từ 12 ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới, doanh thu ở mảng đầu tư quý 1 của các tổ chức tín dụng này đã giảm đến 25% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 7,8 tỷ đô la. Sự sụt giảm này đánh dấu một năm khởi đầu tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. 12 ngân hàng này bao gồm Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, UBS và Morgan Stanley. Bên cạnh phần doanh thu thì cũng trong quý 1 vừa qua, cổ phiếu của 12 ngân hàng này cũng biến động khá mạnh trước sự bất ổn của thị trường toàn cầu với những mối lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm tại Trung Quốc, sự trượt dốc của giá dầu, tình hình lợi nhuận thấp và xu thế cắt giảm lãi suất tại nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng còn phải chịu những áp lực về việc tái cơ cấu hoạt động và cắt giảm hàng loạt nhân sự, trong đó xảy ra phổ biến nhất là tại châu Âu. Tỷ giá vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.